Alo anh em, lại là mình đây. Nay tiếp tục lên clip khủng long bạo chúa nha anh em. Mà tình trạng của em này thì nó mất cái tem ngay đây ha. Rồi nắp chụp giật thì rin, nhưng mà nó cũng phai mờ theo năm tháng rồi, cũng không quan trọng. Bình xăng lớn thì rin còn đẹp nha anh em, tấn bốc luôn á đó. Tay cầm rin nhưng mà nó quấn lại rằng nó cầm cho đừng có bị trơn tay nha anh em. Bô rin mặt tiền đẹp, ốp lam rin hai ngóc còn rin luôn nè. Cái này về anh em chưa cực vệ sinh ra là đẹp lắm nha anh em. Là nó đóng ba cái nhựa cây này kia rồi, mong anh em thông cảm. Tay cầm đồ còn rin luôn, xu chỉnh gió là còn, chữ mang gâm còn luôn ha. Bình xăng đẹp trắng bóc, mắc cái tem này vì không có cái cản thắng, không có cái đầu thắng. Còn con ngày hôm qua có cái đầu thắng mà nó cũng tháo thắng rồi, đa số đây anh em cưa tháo thắng hết rồi. Mấy cái đó cũng không quan trọng, chủ yếu là chất lượng bên trong con máy thôi. Mình là quan trọng cái vàng ruột của bên trong, còn vẻ bề ngoài mình không quan trọng vấn đề đó đâu nghe nè. Máy cưa chất lượng hay không, nói về dòng máy lớn là nó chỉ quan trọng bộ ruột thôi. Nồng, nồng là còn rin của nó luôn. Nhưng mà cái nồng này em chưa có vệ sinh nha, thành thử ra nó hơi vàng vàng. Mong anh em thông cảm, về vệ sinh thì nó sẽ sạch ra thì nó ngon lành cành đào. Mà cái đó không quan trọng đâu, chủ yếu lòng rin là ok rồi. Nồng bạc, cái nội công bên trong là em bao anh em là nồng bạc bích tông, trên là rin nha. Bình xăng con này cũng là rin nha. Đồ của em là phải vậy em mới chịu, chứ còn mà lơ tơ mơ là em không thích. Cái gì lô là em sẽ báo lô. Cái dù giật này rin còn của nó luôn nè. Nói chung là máy còn cứng cáp lắm, đi khai thác là ok. Chỉ có là mất cái cản thắng, cái hầm rồng này mất luôn. Nhưng mà anh em nào thích thì em sẽ cho một cái hầm rồng gắn vô nha, cho một cái thôi nha. Tại vì nó chỉ cần một cái là nó ngàm vô cây được rồi, không quan trọng là hai cái hầm rồng đâu. Anh em nào thích xài hai cái thì về mua gắn vô thêm em chơi. Còn em cho là cho một cái thôi. Còn máy nào nó có sẵn hai cái thì em sẽ để nguyên, nó là vậy. Còn trường hợp máy em đứt sao là em để nguyên vậy em bán. Nó còn rin hay là nó đã thay thế những gì, hay là nó còn những gì, nó thiếu những gì, em sẽ báo trực tiếp trong video để anh em coi thấy rõ, để anh em mình dễ làm ăn mua bán hơn, chứ không để mít lòng đôi bên. Ok anh em, cái gì báo là nó sẽ rõ nét trong video, nó là vậy. Bình xăng là còn đẹp lắm nha anh em, trắng bóc. Nội công bên trong thì mình bao anh em full zin, chưa like nha, dên riêng, nồng riêng, bạc tông riêng luôn. Đồ của em là phải vậy, yêu cầu mà cái bộ ruột mà nó like một cái dên hay là cái đầu lòng gì là em sẽ báo trong trực tiếp video luôn, đặng cho anh em hiểu rõ và mình lượng cái túi tiền để mình xài, chứ không bao giờ mà đồ lô mà em nói thành đồ riêng nha anh em. Anh em nên nhớ kỹ điều đó, nó là vậy. Tánh em là 1122 à. Nè, bô rin là nó phải vậy nè. Nó còn một cái đời bô dắt nữa, bô vuông á. Nhưng mà chưa, cái con nó chưa đứt. Chừng nào đứt em sẽ cho anh em chiêm ngưỡng. Cái này là bô tròn. À, máy 66 này quan trọng là đồ, cái bộ ruột bên trong là phải còn rin. Chứ nó mà nằm trái lô nè, dên lô nè, nồng lô là không bao giờ anh em cưa được. Mình xin hứa luôn, nó cũ cỡ nào nhưng mà cái bộ ruột bên trong nó vẫn còn rin là nó hoạt động tốt. Cưa bao anh em đi khai thác luôn, cũng không phải suy nghĩ về vấn đề cưa cả ngày luôn, cũng không có suy nghĩ gì nó. Còn mà đã thay thế rồi thì mình không dám hứa nghe anh em, nó là vậy. Riêng cái dòng 660 này nó hơi khó chịu về vấn đề đó. Thành thử ra trước khi mà một con máy nó có cũ ha, hình thức nó có phai mờ theo năm tháng gì, nhưng mà cái bộ ruột là mình phải bao cho anh em. Mình đã kiểm tra rồi mình mới dám bao cho anh em vậy nghe anh em.
không phải khờ khờ lên nói điên nói khùng là không được nha. Cái tánh mình không có thích làm vậy đâu nha anh em. Không tắt đồ là xài còn ok hết. Rồi giờ mình xin đi vào thẳng chủ đề chính, test máy cho anh em nghe luôn. Thôi giật cắm đầu. Trời ơi, ở này không. Trời ơi, quá tê tái cho một cuộc tình ha anh em. Cái rù rù đó là cái nhông đồng tiền, chưa bắt cái lam vô thì mình tắt máy thì nó chạy rù rù vậy đó anh em. Đó là nó không có ảnh hưởng gì nha. Rồi anh em nào mà yêu con máy này thì nhắc điện thoại lên alo cho mình, chốt ngay con máy này. Rồi anh em nào xem clip thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ để tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Ok, bye bye, chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em vào clip sau. Giờ đứt con nào là mình cứ đăng lên, mình thanh lý cho anh em con đó ha anh em. Rồi ok, tạm biệt anh em. Hẹn anh em vào clip sau. Bye bye.